Làm thế nào để mà có cái hàm răng trắng và sáng? Rất nhiều anh chị khi mà xem những cái video clip của Linh và nói rằng là đây là răng sứ. Không phải đâu anh chị, răng của Linh là răng thật nhá, răng thật nhá. Đảm bảo 100% là răng của Linh là răng thật. Nếu mà răng của Linh là răng sứ hay là dán răng Phoenix hay gì đó, đó làm răng đó, thì Linh sẽ trả cho anh chị chúng ta chứng minh được điều đó là 1 tỷ đồng luôn. Linh đảm bảo chắc chắn với anh chị đó là răng của Linh là răng thật hoàn toàn 100% luôn. Vậy thì làm thế nào mà Linh vừa uống mỗi ngày đó là Linh uống 2 đến 3 ly cà phê. Rồi vậy thì khi mà uống cà phê nhiều như vậy thì mảng bám nó rất là nhiều và dẫn tới đó là răng của mình nó rất dễ bị mảng bám rồi bị ố vàng, và đó là cái vấn đề mà ngày xưa Linh mắc phải. Bởi vì sao? Khi mà mình uống cà phê vào nó có những cái mảng bám nó vàng vàng ấy, mà răng của mình to bản ấy, thì nhìn nó rất là khó chịu, nó không có đẹp, nhìn nó rất là khó chịu anh chị. Vậy thì làm thế nào để mà Linh có hàm răng trắng sáng? Và ngày xưa thì Linh lại được mọi người tư vấn đó là đi cạo vôi răng. Nhưng sau đó có một lần thì Linh đi cạo vôi răng thì gặp một cái vấn đề như thế này. Đó là khi mà cạo vôi răng xong về đó thì sau đó mình bị cái tình trạng đó là bị sâu răng. Đó, sau mấy tháng sau là mình bị sâu. Nhưng đặc biệt là sau khi mình cạo xong đó, đó là răng của mình rất ê buốt và cảm thấy rất là khó chịu. Và sau đó mình phải kiêng không được uống cà phê, mình không được ăn thực phẩm màu để mà bảo vệ. Và sau đó khoảng 6 tháng sau mình lại bị tiếp. Và nếu mà mình lại làm tiếp như vậy thì mình rất là khó chịu. Vậy thì cái giải pháp của mình đã làm như thế nào để bây giờ mình không cần phải đi nha sĩ và mình vẫn có một hàm răng trắng sáng? Và cái quan trọng đó là càng về sau răng càng trắng hơn, càng về sau răng càng đẹp hơn, càng trắng hơn, sáng hơn và không bị những cái mảng bám khó chịu ở trong cái khuôn miệng của mình. Và đặc biệt mình có một cái hơi thở thơm tho. Đó chính là cái bí kíp Linh dùng cái kem đánh răng AP24. Ok, đây là cái kem đánh răng giúp răng trắng sáng. Trên này ghi rất rõ nha, kem đánh răng trắng, răng trắng sáng. Ok chưa? Và cái sản phẩm này được nhập khẩu 100% từ Mỹ. Và cái điều mà Linh rất thích ở cái sản phẩm này đó là chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên. Và khi mà đánh răng đấy, và đây cũng là bàn chải này, cái bàn chải này nó sẽ giúp gia tăng cái tỷ lệ làm sạch răng miệng của chúng ta thêm 30%. Đây cũng là bàn chải AP24. Thì cái cách mà mình đánh để răng trắng sáng ấy là mình bỏ cái kem đánh răng nó đều ở trên bàn chải này, xong đó mình test vào đều. Mình test vào đều ở trong khuôn miệng của mình đó. Sau đó mình để trong vòng khoảng tầm 1 phút để cho cái lớp nhũ tương của cái kem đánh răng này nó thấm đều vào trong răng. Sau đó nó làm sạch. Đó thì chúng ta đánh là đánh khô nha anh chị. Chúng ta không để làm ướt cái này này. Chúng ta miệng chúng ta cũng rít vào. Đó, làm cho khô. Sau đó chúng ta dùng cái bàn chải chúng ta chê đều để khoảng tầm 1 đến 2 phút cho nó cái nhũ tương nó thấm vào xong. Sau đó chúng ta dùng bàn chải chúng ta đánh khô. Thì đánh khô, đánh trong, đánh ngoài, xong đánh trong hết. Thì như vậy sau đó chúng ta súc bằng nước miệng và sau đó chúng ta làm sạch. Thì răng của chúng ta, có những anh chị thì đóng khoảng 1, 2 lần, 3 lần là chúng ta bắt đầu thấy răng trắng rồi. Nhưng một vài anh chị thì khoảng 1 tuần, có vài anh chị thì chúng ta có thêm cả 1 tháng. Nhưng cái quan trọng đó là càng đánh về sau thì răng càng trắng, càng sáng và càng đẹp hơn. Đó là cái điều rất hay về kem đánh răng này. Và trong 4 năm Linh bán cái sản phẩm AP24 này đó, thì còn rất nhiều anh chị là mỗi lần mà quên một cái kem đánh răng cái ấy, là cảm thấy rất là khó chịu. Và anh chị là đang bằng cái nào? Đó là dưới nhà một cái, rồi ở trong cái cặp du lịch, cái túi du lịch phải có một cái để phòng tránh là trong trường hợp là đi đâu cũng không bao giờ quên để cái thiếu kem đánh răng. Và đối với Linh, đây là cái sản phẩm mà không bao giờ có thể mình bỏ qua được trong bất kỳ cái trường hợp nào. Nếu mà mình dùng loại khác mình cảm thấy rất là khó chịu, mình cảm thấy không có ok một chút nào nếu như thiếu loại này. Bởi vì sao? Cái loại này mình đánh ấy, nó không bị buồn nôn, nó không cảm giác là khó chịu. Trong lúc đó đánh những loại kem đánh răng thông thường ấy, mình đánh xong mình buồn ói, mình cảm thấy rất là khó chịu bởi vì cái chất tẩy trong đó nó khá nhiều và cái hóa học trong đó khá nhiều làm cho mình rất dễ bị buồn nôn. Nhưng cái này thì làm cho mình rất là dễ chịu, đó là điều mà làm rất là thích thú. Và sản phẩm này được nhập khẩu 100% từ Mỹ. Thì khi mà chúng ta dùng cái này xong á, thì để mà chúng ta làm sạch sâu từ khoang miệng từ bên trong á, để làm sạch vi khuẩn từ bên trong luôn, thì chúng ta có một cái sản phẩm nữa, đó là nước súc miệng AP24. Thì nước súc miệng AP24 này với những cái gia đình mà có con nhỏ, những đứa bé mà đang nhỏ đó, thì thường là dùng nước Listerine á, những cái loại nước súc miệng thông thường khác thì nó cay, nó nồng, nó rất là khó chịu và làm cho người ta không có thể súc miệng được. Nhưng cái loại này lần đầu tiên khi mà chúng ta có nhiều chất dơ, chất bẩn trong đó thì nó bị cay nồng một chút lúc đó thôi. Nhưng sau đó bắt đầu lần thứ hai trở đi thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Đặc biệt những anh chị nào mà chúng ta bị viêm họng, bị đau họng ấy, thì chúng ta, bởi vì chúng ta bị viêm họng, đau họng đó là vì vi khuẩn trong này nó nhiều và chúng ta không được làm sạch, thì chúng ta dùng nước súc miệng AP24 này nó làm sạch cái khoang miệng của chúng ta và chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và hơi thở rất là thơm tho. Và bên cạnh đó, những người mà đi kinh doanh như Linh ấy, thì thường buổi trưa mình ăn cơm với đối tác, với khách hàng xong thì mình không có gì để mình đánh răng, mình không thể cầm nguyên cái chai nước súc miệng, mình không thể cầm cái tiếp kem đánh răng với là cái bàn chải đánh răng được. Thì lúc này mình có giải pháp đó là gì? Đó là bình xịt thơm miệng AP24. Và mình dùng tất cả là 4 sản phẩm này với nhau. Và cái bình xịt AP24 này lúc nào mình để trong túi như thế này.
ok chưa? Hoặc là mình bỏ vào trong cái ba lô của mình và sau đó đi đâu mình cũng có thể xài được. Và cái mỗi lần ăn xong, mình uống nước, mình súc miệng xong cái, mình bình xịt 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 ba cái, sau đó mình đảo xung quanh miệng thì nó làm sạch hết cái mảng bám, làm cho mình có một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái và cho mình một cái hơi thở thơm tho nguyên cả một ngày luôn. Và để chúng ta có một hàm răng trắng sáng chắc khỏe thì chúng ta và có một hơi thở thơm tho, hãy để lại tên và số điện thoại ở dưới đoạn video clip này để sở hữu nguyên bộ AV24. Và đặc biệt mua từ Linh luôn luôn là sản phẩm 100% chính hãng, bởi vì khi mà Linh quay video clip này có nghĩa là Linh dùng cái hình ảnh cá nhân của mình để đảm bảo là phải bán hàng chính hãng, được chưa? Dù lợi nhuận nó ít hơn một chút nhưng luôn luôn đảm bảo khách hàng mua dùng đi dùng lại, để theo sau mình sẽ theo sát và hỗ trợ chăm sóc. Và quan trọng đó là chúng ta có một cái mối quan hệ lâu dài, đó là khi anh chị chúng ta mua hàng của Linh, và Linh sẽ ép tất cả chúng ta vào một cái group, đó là group Linh Health, sức khỏe hoàn hảo, và Linh sẽ chia sẻ về những kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong đó để hỗ trợ và theo sát chăm sóc cho tất cả anh chị chúng ta. Nên chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại để sở hữu bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng của mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị nhé.